Thưa quý vị, hiện tại các em học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng đang bước vào giai đoạn ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Vĩnh Hưng có gần 380 học sinh khối 12. Gần một tháng nay, các em đẩy mạnh công tác ôn tập, củng cố kiến thức nhằm giúp các em hoàn thành tốt kỳ thi. Hiện tại, bên cạnh việc dạy theo chương trình, hệ thống lại các kiến thức đã học, giáo viên trường còn tranh thủ thời gian giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và phương pháp giải các bài thi của những năm trước, cũng như được làm quen với các dạng đề thi khác nhau. Ở trên trường, ngoài việc nghe thầy cô giảng bài một cách kỹ lưỡng thì em còn học nhóm với bạn bè và luyện đề với các bạn ở nhà, hoặc là học cùng với nhau trên Google Meet nếu mà không có thời gian để gặp nhau. Thì với cái lộ trình như vậy thì em mong rằng là mình sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp 2024. Trong giai đoạn nước rút này thì trường và tổ bộ môn cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, đó là ôn tập cho các em hệ thống kiến thức cơ bản, đó là 4 tiết trên một tuần. Và nhà trường cũng lưu ý là có chủ động để phân loại những em có năng lực hạn chế. Nhà trường cũng đã yêu cầu giáo viên bộ môn là có những cái biện pháp phụ đạo thêm, hoặc là những biện pháp nào để giúp cho các em có năng lực hạn chế này đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 chính thức diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6, với 4 bài thi gồm toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Với sự chủ động trong công tác giảng dạy, ôn tập của giáo viên cũng như ý thức tự giác học tập của học sinh, tin rằng các em học sinh lớp 12 sẽ vững tin bước vào kỳ thi và đạt kết quả tốt nhất.